Tôi hẹn luật sư cùng làm việc với bên kiểm sát, mất tầm 2 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc sẽ đi thẳng đến sân bay. Cậu giúp tôi đặt chuyến bay sớm nhất. Tổng giám đốc định về nước? Ừ, nhưng cậu vẫn phải ở lại vài ngày. Đợi sức khỏe của Ngải Mộng ổn định, cậu đưa cô ấy về nước. Về nước? Nhưng vụ án của Ngải Mộng... Yên tâm, Ngải Mộng sẽ không có việc gì. Cậu nhắn cô ấy ngoan ngoãn điều trị. Mọi chuyện đợi về nước rồi nói sao. Đúng rồi, chuyện tôi về nước, đừng để những người khác biết vội, bao gồm cô ấy. Vâng. Tổng giám đốc Ngôn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trùng hợp như vậy, cậu cũng ngồi chuyến bay này. Đúng vậy, nóng lòng muốn về, giống như anh thôi. Vụ án của Ngải Mộng vô cùng cảm ơn cậu. Tối qua không có cơ hội cảm ơn. Anh đã cảm ơn rồi còn gì. Tóm lại, tôi sẽ tìm cơ hội để trả món nợ ân tình này của cậu. Tổng giám đốc Ngôn khách khí quá. Huống hồ tôi cũng không phải vì giúp anh. Mục đích không quan trọng, quan trọng là kết quả. Cậu không chỉ giúp Ngải Mộng, còn giúp cả Yudio. Quả nhiên là tư duy của người quản lý. Nói như vậy thì vụ án đã xong xuôi rồi. Vẫn chưa. Nhưng cái chứng cứ quan trọng giúp rửa sạch hiềm nghi, phòng công tố sẽ hủy bỏ tố tụng hình sự với Ngải Mộng. Còn việc phá án ra sao thì đó là chuyện của cảnh sát. Xin lỗi quý khách, xin đừng quấy rầy những vị khách khác. Bạn có thể quay về chỗ ngồi được không? Xem ra lịch trình của cậu bị lộ rồi. Sân bay ắt hẳn có vô số fan đang đợi cậu. Đúng vậy, thật là đau đầu. Cần tôi cử bảo vệ đến giúp cậu không? Tổng giám đốc Ngôn vội trả ân tình như vậy ư? Với mối quan hệ giữa tôi và chị cậu, chuyện nhỏ như thế này đâu được xem như trả nợ ân tình. Để tôi an bài. Vậy cảm ơn anh. À, có thể đừng cho cố ý biết hành trình sau khi hạ cánh của tôi không? Anh cũng biết chị ấy rất dài dòng. Được.
liền hai đêm, cuối cùng cũng xong phần kết. Oh my god, chị thật sự chỉ còn nửa cái mạng. Làm sao đây? Xem ra chị thật sự sẽ bị người đọc ném đá. Em nói rất đúng, đợi thư ký Kim từ Hàn Quốc về, chị sẽ cầu hôn anh ấy. Chị định rửa tay gác kiếm làm bà chủ gia đình. Ê, chị thích. Chị không biết đến khi nào tổng giám đốc Ngôn của em mới thả hổ của chị về. Không có gì, là phía nhà xuất bản. Đúng vậy, biên tập bên nhà xuất bản hẹn chị mở họp. Chị phải đi ngay. Lại lo bị fan nhận ra xe hả? Em định đi đâu? Cũng về rồi à? Không có. Được rồi, chị lái xe sang của em. Nếu bị trầy xước là chị không đền đâu đó. Khả Lạp, tôi đang ở trên máy bay chuẩn bị về nước. Tôi có chuyện muốn gặp cô. 2 tiếng sau, đợi tôi ở mộ của Mạc Phỉ. Một mình cô đến, đừng để cô ấy biết. Sao lại kỳ quặc như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Liên quan đến Mạc Phỉ ư? Thật ra mình vốn không cần giấu em ấy. Hẹn nói chuyện ở trước mộ vốn là muốn để Mạc Phỉ nghe. Nhưng em ấy rõ ràng là Mạc Phỉ mà. Chào ơi, phiền quá đi. Rốt cuộc là chuyện gì khiến mình giống như đi làm tặc vậy chứ? Tiêu đời, trời lại sắp mưa rồi. Mình có vấn đề rồi. CP mà mình đu cũng không phải thật sự BE. Khóc gì chứ, thật là. Xin lỗi,
tôi không biết đột nhiên lại mưa to, làm phiền cô đi đến tận nơi này. Không sao, nhưng tôi rất tò mò vì sao anh mới từ Hàn Quốc về đã hẹn tôi đến thăm Bạc Phỉ. Quý cô tài xế của anh đợi có lâu không? Chẳng lẽ em thích được không? Anh đương nhiên là cầu còn không được. Nếu biết anh đã vất vả biết nhường nào vì cổ phiếu công ty em sẽ tình nguyện làm tài xế cho anh cả đời. Không có gì, chỉ là giúp một chuyện cỏn con, khiến vụ án của Ngải Mộng có bước tiến mới. Việc đầu tiên mà sếp của em làm sau khi về nước hẳn là mở cuộc họp báo. Chi tiết em nghe anh ta nói đi. Em không biết anh ta về nước sao? Anh ta ngồi cùng chuyến bay với anh. Mấy nhân viên bảo vệ đi cùng anh khi nãy là do anh ta an bài. Nếu không hôm nay anh là bị fan vây kín ở sân bay rồi. Do anh đoán thôi. Anh cho rằng anh ta vội về như vậy hẳn là muốn thông báo bước ngoặt mới của vụ án. Nhưng máy bay vừa hạ cánh, anh nghe thấy cuộc gọi đầu tiên của anh ta lại là sai người đặt một loại cây xanh. Cái tên rất kỳ lạ, hình như gọi là thạch thạch gì đó. À, đúng, thạch nam. Ê, em biết sao? Dùng để xua đuổi vận xui à? Sếp của em cũng mê tín thật đó. Nhưng mà cũng không trách được, dù sao Udio suýt chút nữa có án mạng. Vẫn chưa tới nhà Khu Thiên à?
Nói là vật phẩm cá nhân mà Khưu Thiên bỏ quên, bởi vì không liên lạc được nên nhờ anh mang về nước. May mà em biết nhà của Khưu Thiên. Khoan đã, hình như bên kia có chiếc xe đang đợi cô ấy. Chiếc xe quen mắt quá. Số đuôi 23. Đi theo sao? Chị! Cậu ta lại. Mau giúp em đuổi theo chị ấy. Chính là chiếc xe ở phía trước. Giúp con. Cậu biết chị cậu ngồi xe của ai không? Sao cậu lại đuổi theo? Chị ấy chắc chắn là đi tìm tay họ Bạch kia để báo thù. Em tập trung lái xe đi để anh hỏi. Tay họ Bạch mà cậu nói là Bạch Bách Xuyên à? Em... em không biết. Em chỉ biết chị em gọi đối phương là tổng giám đốc Bạch. Vậy chị cậu tìm hắn để báo thù gì? Chị ấy muốn báo thù cho mẹ em. Đừng khóc, nói đi. Tay họ Bạch kia bắt tay với Mars, lừa chị em sân hàng làm idol. Nó sẽ dùng tiền ký hợp đồng để làm phẫu thuật cho mẹ em, giúp mẹ em chữa bệnh. Kết quả, sau khi hắn đưa chị em sang hàng, đột nhiên lại mất tích. Về sau, có người gọi là anh Nải đến tìm em, nói hắn được tay họ Bạch nhờ vả, hắn sẽ giúp mẹ con em. Bệnh của mẹ em rất nghiêm trọng, phải lập tức ghép thận. Người thân hiến tạng là cách nhanh nhất. Có thể dùng một quả thận của em để đổi lấy mạng sống của mẹ. Em hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng em chỉ mới 17 tuổi. Luật pháp không cho phép trẻ vị thành niên hiến tạng cơ thể sống. Anh Nại nói hắn sẽ giúp em nghĩ cách. À, hắn ta còn dặn em nhất định không được nói với chị. Nó tránh để chị ở Hàn Quốc nóng ruột, ảnh hưởng đến công việc. Dạ không. Đêm trước ngày phẫu thuật, em đột nhiên nhận được điện thoại của một người đàn ông xa lạ. Ông ấy nói tất cả đều là cái bẫy của anh Nải, nói em đừng để bị lừa. Ông ấy nói ông ấy cũng gặp phải chuyện giống như em. Kết quả không chỉ không cứu được con trai, mà bản thân còn mất một quả thận.
em nói gì? Em vô cùng sợ hãi, lập tức trốn khỏi bệnh viện ngay trong đêm. Sau đó em kể hết mọi chuyện cho chị nghe. Nhưng chị ấy ở Hàn Quốc, hộ chiếu cũng bị công ty giữ, không tài nào về được. Chị lo em gặp nguy hiểm, dặn không được tiết lộ, trốn đi, lừa anh Nại nói bản thân nhát gan, không dám hiến thận. 3 ngày sau khi em trốn đi thì mẹ em qua đời. Trước lúc mẹ mất, em cũng không dám xuất hiện gặp mẹ lần cuối. Cần anh lái thay không? Vậy sau này khu thiên về nước bằng cách nào? Em không rõ lắm. Chỉ biết chị ấy đã liên hệ được với tay họ Bạch. Hình như chị ấy nắm được thóp nào đó của hắn. Tóm lại là tay họ Bạch giúp chị em lấy lại hộ chiếu và thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Vậy cậu biết chiếc xe mà chị cậu lên định đi đâu không? Em không biết. Em đang ngủ thì nghe thấy chị ấy làm gì đó trong bếp. Chị ấy nói muốn đi đâu đó. Em không để ý. Chị ấy đi rồi, em đột nhiên thấy bất an. Em chạy vào trong bếp, đột nhiên phát hiện không thấy con dao kia. Con dao nào? Sau khi chị ấy từ Hàn Quốc về, mỗi đêm sau khi em ngủ, chị ấy đều lặng lẽ mài con dao hoa quả đó trước hũ cốt của mẹ em. Cho nên em vội vã đuổi theo, sau đó thấy chị ấy lên chiếc xe kia. Em thật sự rất lo chị ấy làm chuyện ngốc. Em đừng vội, để anh xem chỉ đường. Nhìn hướng đi của chiếc xe kia, 200 mét nữa sẽ rẽ phải. Từ đường chính rẽ vào đường Liên Tiền Bắc, đường một chiều hai lần. Vượt lên ở đó sẽ an toàn hơn. Cẩn thận! Chuyện gì vậy? Xe của họ bị sao vậy? Mưa to quá, cửa kính kéo kính, không thấy rõ được tình hình trong xe. Em định làm gì?